Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trang trại Nhung Hư Tín Tài, nơi chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá mọi khía cạnh của việc nuôi hươu giống. Bạn có biết rằng việc nuôi hươu giống không chỉ mang lại niềm vui trong việc chăn nuôi, mà còn là một cơ hội kinh doanh với lợi ích kinh tế to lớn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách mà việc nuôi hươu giống có thể đem lại thành công từ A đến Z cho bạn. Từ những lợi ích ban đầu cho đến các bí quyết để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Tiềm năng kinh tế từ nuôi hươu giống. Chúng ta hãy nói về tiềm năng kinh tế của việc nuôi hươu giống. Không giống như nhiều loại gia súc khác, hươu có thể cung cấp nhung hươu, một sản phẩm quý giá được sử dụng trong y học cổ truyền và làm thực phẩm chức năng. Giá của nhung hươu luôn cao trên thị trường, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người nuôi. Ngoài ra, hươu giống còn có thể được bán với giá trị cao cho các trang trại khác, với nhu cầu về hươu giống chất lượng luôn rất lớn. Với chi phí ban đầu hợp lý, việc nuôi hươu có khả năng mang lại lợi nhuận lâu dài thông qua việc khai thác từ nhung hươu, bán hươu con và thậm chí từ sữa hươu, một sản phẩm bổ dưỡng. Phần 2. Lợi ích từ nhung hươu. Một trong những lợi ích kinh tế hàng đầu khi nuôi hươu giống chính là nhung hươu. Nhung hươu được coi là vàng mềm bởi vì nó có giá trị cao và được nhiều người săn đón để sử dụng trong y học cổ truyền. Nhung hươu có khả năng giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thể lực và là một sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Mỗi năm, bạn có thể thu hoạch nhung hươu từ 1 đến 2 lần. Điều này tạo ra một nguồn thu nhập đều đặn mà không cần phải bán hươu đi. Nhung hươu có thể được bán ở dạng tươi, khô hoặc qua chế biến với các sản phẩm như nhung hươu ngâm mật ong. Đặc biệt, nếu bạn biết cách xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm nhung hươu, việc này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Phần 3. Sinh sản và phát triển đàn hươu. Ngoài việc thu hoạch nhung, sinh sản và phát triển đàn hươu cũng là một yếu tố quan trọng mang lại lợi ích kinh tế. Hươu cái có thể sinh sản từ 1 đến 2 con mỗi năm, giúp bạn tăng trưởng quy mô đàn hươu nhanh chóng. Hươu con chất lượng cao sẽ có giá trị bán ra rất tốt, đặc biệt là hươu giống. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo ra mô hình nuôi kết hợp hươu đực và hươu cái để vừa khai thác nhung, vừa mở rộng đàn thông qua sinh sản. Đây là một cách giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận từ việc nuôi hươu giống. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thị trường tiêu thụ đa dạng của các sản phẩm từ hươu giống. Nhung hươu, sữa hươu và thậm chí là thịt hươu đều có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường khác nhau, từ y học cổ truyền đến ẩm thực cao cấp. Với sự phát triển của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhu cầu sử dụng nhung hươu ngày càng tăng, người nuôi hươu hoàn toàn có thể mở rộng quy mô kinh doanh bằng cách tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực này. Việc nuôi hươu cũng không chỉ giới hạn trong nước mà còn có thể mở rộng ra thị trường quốc tế với các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng chuẩn xuất khẩu. Phần 5. Bí quyết thành công từ A đến Z. Vậy thì bí quyết để thành công từ A đến Z khi nuôi hươu giống là gì? Trước hết, bạn cần bắt đầu với việc chọn giống chất lượng, hươu giống khỏe mạnh, không bệnh tật và có nguồn gốc rõ ràng sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều chi phí về sau và đảm bảo quá trình phát triển tốt. Thứ hai, hãy đầu tư vào chuồng trại và hệ thống chăm sóc. Hươu cần có môi trường sống thoáng mát, sạch sẽ và đảm bảo dinh dưỡng hợp lý để phát triển khỏe mạnh và cho ra nhung hươu chất lượng. Cuối cùng, xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm là yếu tố không thể thiếu. Khi bạn có sản phẩm nhung hươu chất lượng, việc quảng bá đúng cách sẽ giúp bạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và tăng lợi nhuận vượt trội. Như vậy, việc nuôi hươu giống không chỉ mang lại niềm vui trong việc chăm sóc động vật, mà còn là một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng. Từ việc khai thác nhung hươu, phát triển đàn hươu, cho đến việc mở rộng thị trường. Nếu bạn có chiến lược phù hợp, thành công chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trang trại Nhung Hươu Tín Tài. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ thêm kinh nghiệm với các bạn. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở phần cuối video thì Tài xin giới thiệu đến tất cả các anh chị, cô chú, bác một cái sản phẩm, đấy là cái sản phẩm nhung hươu.
ngâm mật ong sẵn của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì hiện tại là trang trại Tín Tài đây là đang Nhung Hiêu đây là đã thái lát sẵn này. Nhân sâm tươi Hàn Quốc loại 6 củ 1 kg, chuẩn loại sâm 6 năm cũng đã thái lát sẵn. Đấy thì cái bình này thì bình là bình 1 lít mọi người nhé. Thì trong bình này thì trang trại là có ngâm là có 100g Nhung Hiêu tươi thái lát, 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc và 0,8 lít mật ong rừng. Thì trực tiếp các em đang làm đây, thì cái mật ong rừng đây là mọi người nhìn cái nước mật ong đấy, nó chất lượng hẳn luôn. So với nếu chúng ta dùng cái mật nuôi, chúng ta nhìn sang cái mật ong rừng này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tác dụng, tức là cảm nhận được cái chất lượng của nó. Đây tay quay sát luôn cái nước mật của mình nha. Thì cái nếu như về sức khỏe ấy, mọi người dùng một cái bình ngâm mật ong này thì cũng sẽ là cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Đây là cái bình mà trang trại muốn chia nhỏ sản phẩm để cho tất cả các anh chị cô chú bác mà muốn dùng thử, hay chúng ta không có thời gian để chúng ta làm thì có thể là sử dụng cái sản phẩm này luôn. Thì bình ngâm thì có giá là 2.600.000 một bình và trang trại Tín Tài vận chuyển toàn quốc. Các anh chị cô chú bác mà đã yên tâm theo dõi trang trại Tín Tài rồi thì có thể đặt một cái bình này về để ngâm thử. Còn nếu như mà chúng ta vẫn muốn yên tâm nhất thì hãy liên hệ với trang trại để nhận một cái cặp Nhung Hiêu tươi. Trang trại chỉ cắt xong chỉ bịt cái vết cắt lại thôi và gửi tươi nguyên như vậy để về mọi người tự tay mọi người làm để yên tâm nhất được cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này thì trang trại Tín Tài là làm sẽ là đủ ngày ngâm để về mọi người có thể dùng luôn. Các anh chị cô chú bác nào có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này để trang trại tư vấn được chi tiết hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại Tín Tài thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm Nhung Hiêu này của trang trại hơn. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin cảm ơn.